Đặt hàng online đôi khi đưa khách hàng vào biết bao tình huống dở khóc dở cười bởi sản phẩm không phải lúc nào cũng may mắn giống ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, với anh chàng Nicolas Perro này thì lại khác bởi giá trị của món hàng anh nhận được lại gấp gần 34 lần so với giá trị của món hàng lúc đầu anh đặt mua. Vì sao lại có chuyện hy hữu thế này? Nicolas Perro hiện đang sinh sống tại Brisbane, Úc. Đặt mua một chiếc nhẫn đính hôn trên mạng với giá 1.123 đô la, khoảng gần 25 triệu đồng. Sau đó anh nhận được chi tiết giao hàng và một thông báo xác nhận mẫu mã của chiếc nhẫn chính xác như bản mô tả đăng tải trên website. Ngay trong thông báo xác nhận ấy cũng có ghi rõ: xin quý khách lưu ý, trong trường hợp nếu viên kim cương quý khách đặt mua hết hàng, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến quý khách để thay thế bằng một viên kim cương khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn, hoặc hoàn trả tiền lại cho quý khách. Cùng ngày hôm đó, anh Nicolas nhận được một email viết rằng: thật không may, viên kim cương quý khách chọn đã hết hàng, quý khách có muốn chọn một viên đá khác không? Tuân thủ theo đúng yêu cầu này, anh Nicolas cũng đã chọn một viên kim cương khác có giá cao hơn. Tuy nhiên, gần một tiếng sau, cửa hàng trả lời: giá của viên kim cương ban đầu không đúng do lỗi đánh máy. Sau khi phía cửa hàng từ chối giao nhận, anh Nicolas không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Và may mắn đã mỉm cười với anh chàng này, phía tòa án thấy rằng có một hợp đồng rõ ràng giữa bên mua và bên bán ghi rằng đã nhận được thanh toán cho chiếc nhẫn và phía cửa hàng không thể trốn tránh thỏa thuận do sai lầm của mình. Phía cửa hàng cho biết, thông thường chúng tôi thường cho khách lựa chọn viên kim cương ngang giá hoặc cao giá hơn, nhưng trong trường hợp này thì không thể áp dụng được. Nếu quý khách không thể chọn được viên kim cương nào trong số mặt hàng đang có sẵn, chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền lại và gửi lời xin lỗi vì những bất tiện đã mang đến cho bạn. Cuối cùng, cửa hàng trang sức nọ buộc phải giao một chiếc nhẫn với viên kim cương có giá trị ngang bằng hoặc cao hơn sau khi kháng cáo quyết định của tòa án nhưng không thành. Không chỉ bồi thường một chiếc nhẫn đắt đỏ hơn, phía cửa hàng còn bị buộc phải thanh toán phí xử án và tiền bồi thường cho Nicolas tổng cộng 15.000 đô la, khoảng 333 triệu đồng. Trước mức án phạt và bồi thường khủng này, giám đốc cửa hàng trang sức cho biết công ty ông có thể sẽ phá sản vì vụ lùm xùm này. Chúng tôi sẽ cho làm chiếc nhẫn và rồi đóng cửa công ty. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.